nó ai mấy cái giáp mà nó hơn đúng à? Có miếng nữa chân nằm ngoài anh đó. Đây là một ngôi nhà sàn rất là rộng ở nhà. Trước ngôi nhà sàn thì có một cái ao với lại hai chú trâu đang tắm. Bây giờ mình thử vào trong này ghi hình ngôi nhà sàn này vào trong cả nhà xem nhé. Đây là cái màn từ tối người Thái là nhà màn đen tầm hung này. Đây là cái ngôi nhà số 79 ở bản Vịnh. Trên ngôi nhà này thì nhà sàn bằng gỗ, trên nhà thì có chị chủ nhà đang dệt vải cả nhà. Đây là cái khung cửi của người Thái này. Cái này mình dệt lâu không nhỉ chị nhỉ? Lâu đấy anh ạ. À, cái thường thường để dệt được một cái váy này mình phải mất khoảng bao nhiêu thời gian? Chắc là nếu mà được một cái thì tầm một tháng. Một tháng được một cái váy này khá là lâu cả nhà nhỉ? Thành hoa văn cái váy. Ăn này không? Ăn này hào với xèo quần qua. Dạ, tình tầm tình với xèo đó anh. Tầm với xèo đó rồi. Các cái váy của người Thái cái này thì thường mặc vào những cái ngày lễ hội, ngày Tết rồi là ngày cưới của con cháu rồi này. Bắt đầu mến hơn à? Thì có, nó có chi mê à. À. Ngôi nhà sàn này thì ở trên ngôi nhà thì vẫn có cái bếp củi trên này cả nhà, để vẫn giữ được cái nét truyền thống ngày xưa, tức là đặt cái bếp ở trên nhà luôn. Đấy, trên này là cái gác bếp này, cái gác bếp này công dụng là thường là để những vật dụng như các cái bế này, nhà này. Đấy. Hôm nay nhà đang nấu rượu. Đang nấu rượu. Ai tóc có ai chuốc nó ngào à đời sợ chuốc liên ba. Cái khung cửa này thì cái khung của nó thì đây là luồng này. Đó, chủ yếu bằng luồng. Bây giờ thực ra là cũng không nhiều nhà đã còn dệt vải cả nhà, dệt váy đâu. Khỏe không à? Chín khỏe luôn lắm à? Chín khỏe chưa? Chín tay rồi à? Có tay cán rồi à? Kéo. Ba chú kè mà in ban vím nó đi. Ao mày biết này kia chút tuổi mà. Một chút tuổi bao nhiêu biết 61 à? 61 à? Ừ. Giờ mới 61. Bà gần 60. Bà mới đứng nhớ gì? Ờ. Bà đang kiên mỗi là kiên mà. Sẽ tay biến đi. Điều trí đây ra đây cửa này có bắt điểm mua điểm khoai. Ờ, bà trước bị tai biến ở nhà. Nhưng mà bây giờ thì bà cũng đỡ một chút. Nhưng mà cũng ở nhà thôi, cũng không đi làm cái gì được. Cái điện khoai rồi, gian nhà. À. Cái điện khoai lúc, lúc đó có ai biết thì hay nà. Dạ. Hơn hơn đâu ấy, chú hồ ấy không hơn hơn ạ? Vi văn sử. À, vi văn sử à? Vi văn sử. Cái số văn sử là bà nào đây nọ? Anh tìm
đường sứ vì vì văn sứ nước này đường được luôn hơn hao có nhau cũng nghèo bao nghèo nghèo chẳng nhà nước là bán một nghèo một chút nhà cũng có chữ ớt nhà con mẹ qua đời khát em pha lúa con mẹ nồng ơi quan Hân Vi văn sự thế nhưng hốc khẩu quá. Hốc khẩu đó ai cũng nặng. Thì khoai có này giả soát à? Đợt à. Sao một sai một cái mình ổn thì có một trai hốc khẩu như vậy. Cái nào ai? Cảm ơn nó. Ừ, cái nào? Cái nào? Buổi chiều ma dù bà Hân ơi. Ma dù kẹp tanh. Bà nói cảm luôn quá ngày ngày. Hay cái nằm sau có sắp phép nữa, ao nè. Áo nằm nó nuôi chân nằm nói. Thôi này là ai có nhắn người. Chẳng hết kia lại. Chân nằm chứ, chân nằm nó có bỏ. Hay có bỏ áo này tất là chỉ ăn lâu. Sẽ có chim nữa bỏ áo này à. Chồng ngoài giáp người ao à. Đến trên này thì bà con ở đây quý nên là chị đang bảo là lấy với chị một chén rượu cả nhà. À, cái ái báo này có chim rất lệ mà bắt kia là lái có phải lái mì nhưng mà hoàn hình mì có nhạc chân mà mì giảm hết giảm phân này đó nọ ai mà yên giáp mà nó hơn đúng à có miếng chân nằm ngoài đó mà lừa nó chẳng biết lau gì xù gì, mà chớ nào nữa, chớ nào nó mà. Cái này cái mà có, mà yên giáp nó giáp đúng lắm. Có nhà mày chay. Mời cả nhà nha. Lau nó ăn nước rồi nè. Đã lau ăn sâm cau loại. Sâm cau, rượu ngâm sâm cau. Chớn nè. Thế chị, ngồi nhà khác đang lớn đó chị. Có nhà giặc khuyên in ăn phủn mốc nha. Bà phá bà in. Phải có phải tặng xét rồi, tại phải xin tặng cây di sản của nhà bà phải chín. Cây di sản này các bà phải mì thời gian nó không có phải. Nó tắt nó phải nó kiểu phải nó có đi hết nãy cho chạy mấy một chữ để tiết cho bà họ nghe em tiết trường khiếp làm hai chén rượu buổi sáng khá là căng cả nhà. Cái khỏe áo đâu? Lên 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 bày lấy mứa vào áo báo này nhá tè. Ai chẳng hết hết bỏ khỏe thời gian này. Thôi cảm ơn nó đúng rồi ba nè. Sức khỏe nè. Dạ. Cố gắng lại nè. Hay số nhà nó đây. Ở lại anh xin khóc nhà tha. Lại khóc nhà tha. Khóc nhà tha nữa. Quay ngay. Thôi thôi. Thôi thôi. Thôi cả nhà lên thăm gia đình bà với em. Nhưng mà làm hai chén rượu sáng hơi căng. Mình xin phép thôi.